thì rất là khó để chúng ta có thể thành công trong cuộc sống. Bị bệnh về đầu óc các bạn, bệnh về thần kinh ha. Và thông thường á, là đầu óc mình nó hơi bị lờ mờ rối loạn, rất là khó mà ra quyết định, rất là khó mà làm việc tập trung. Còn một ảnh hưởng nặng hơn nữa là thì căn nhà đó thường nó sẽ có nhiều cái hiện tượng nó quái dị, nó kỳ lạ, mà dân gian mình gọi là có ma các bạn. Công việc đã không suôn sẻ rồi mà bệnh tật cũng có vấn đề nữa các bạn, rơi vào cái hướng. Thông thường những cái văn phòng đó thì suy sụp rất là nhiều, và thông thường là những công ty này vào thuê văn phòng đó rồi sau đó phá sản, sau đó là đi rồi tiếp tục lại cho thuê tiếp trong khi khác thuê cũng không làm ăn được, và cuối cùng thì thường sẽ không có người thuê. Cái tác động xấu nó sẽ nhân cái bộ lên. Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Tùng Long Hải, phong thủy khoa học và cá nhân hóa. Hôm nay Hải sẽ chia sẻ các bạn về một lỗi phong thủy rất là nặng ở trong phong thủy của bạn. Đó là lỗi cái nhà bị phạm cái hướng không vong. Nhà phạm hướng không vong, hướng vong nghĩa là cái hướng mà nó không rõ ràng là hướng nào. Hải ví dụ như là nhà mình thì thông thường là có sẽ 8 hướng lớn, là đông tây nam bắc, đông nam tây bắc, đông bắc tây nam ha. Đó là 8 cái hướng chính mà thông thường là cái nhà chúng ta nó sẽ nằm trong 8 hướng đó. Thì có những căn nhà là nó không có một hướng cố định là nam hay là bắc hay là tây nam vân vân, nhưng mà nó sẽ là nằm ở chính giữa hai cái hướng, nằm ở đường phân chia giữa hai hướng vậy. Hai ví dụ như là cái nhà hướng hướng nam cũng không ra hướng nam, mà hướng đông nam cũng không ra hướng đông nam, nó sẽ lai giữa hai hướng đó, và nó nằm cái hướng nhà của mình, cái đường thẳng đứng của cái nhà của mình hướng ra phía trước thì nó nằm trùng ngay cái đường giữa hướng nam và hướng đông nam đó. Hai ví dụ như vậy. Và tương tự như vậy cho những cái hướng nhà ở giữa hai cái hướng, hai hướng không rõ hướng nào hết, thì cái nhà như vậy phong thủy được gọi là cái nhà mà bị phạm vào cái hướng đại không vong. Đại không vong các bạn ha, thì cái hướng nhà các bạn, mỗi nhà có mỗi cái hướng, thì mỗi cái hướng như vậy nó sẽ mang một cái tính chất năng lượng khác nhau, và cái năng lượng đó nó sẽ đi vào trong nhà của mình, nó biểu hiện trong nhà, những người trong nhà nó sẽ có những cái tính cách như vậy, có những cái xu hướng như vậy. Đó là cách mà cái phong thủy nó về cái năng lượng hướng vậy, nó tác động tới cái nhà của mình. Hay ví dụ như là những cái kim tự tháp trên thế giới, thì tất cả kim tự tháp đều có cái cạnh theo cái hướng là bắc nam, để nó thu nạp được cái năng lượng từ cái từ trường vũ trụ của trái đất đi vào trong kim tự tháp đó, để hấp thụ cái năng lượng đó vào trong kim tự tháp, để mục đích là sử dụng ướp xác trong kim tự tháp, hoặc là những cái mục đích gì đó. Khi người ta hút năng lượng về kim tự tháp rồi thì người ta sẽ sử dụng năng lượng đó vào mục đích của tùy mỗi người ha các bạn ha, tùy mục đích của mọi người. Thì căn nhà của mình nó giống như là một cái kim tự tháp, nó sẽ hấp thụ năng lượng vào căn nhà. Thì căn nhà của mình khi mà hướng đúng thì cái năng lượng từ căn nhà đó hấp thụ từ môi trường vào căn nhà đó sẽ mạnh mẽ hơn và tốt hơn. Thì với những cái nhà mà bị phạm thế đại không vong thì cái năng lượng vào trong nhà của mình nó không rõ ràng là cái năng lượng gì hết, tại vì nó không rõ ràng là cái hướng nào, không rõ ràng là hướng nào các bạn. Bạn sẽ thấy là những cái nhà mà vượng khí thông thường nó sẽ nằm ở chính hướng, như đông tây nam bắc là chính luôn các bạn. Mà nhà vượng hướng nhất thông thường là nằm ở hướng là cái trục nam bắc, là cái nhà nó khí nó vượng vượng nhất các bạn ha. Còn thông thường những cái nhà mà phạm vào không vong thì không có rõ ràng hướng nào hết trơn, cho nên cái năng lượng vào trong nhà của mình nó sẽ rất là rối loạn, nó sẽ rất là nhập nhằng rối loạn và không rõ ràng. Lúc thì năng lượng thế này, lúc thì năng lượng thế kia. Thì các bạn hình dung là giả sử con người của mình lúc thì mình tính cách thế này, lúc mình tính cách thế kia, lúc thì mình làm cái việc sự nghiệp này, sau đó mình chuyển đổi qua sự nghiệp này, lúc thì mình quen người này, lúc thì mình bỏ và mình chuyển quen người khác, kiểu như vậy các bạn. Có nghĩa là mọi thứ xung quanh mình khi năng lượng trong ngôi nhà của mình nó không rõ ràng, nó không rõ ràng về năng lượng, thì con người của mình nó cũng không rõ ràng về tính cách, nó cũng không rõ ràng về mục tiêu, nó không rõ ràng về cái chí hướng, không rõ ràng về kiến thức luôn. Có nghĩa là các bạn hình dung là với cái trạng thái năng lượng như vậy, với trạng thái tính cách như vậy, với trạng thái tư duy như vậy, và với cái trạng thái làm việc như vậy thì rất là khó để chúng ta có thể thành công trong cuộc sống. Và trong thực tế những cái nhà mà phạm vào đại không vong chúng ta sẽ thấy là thường tính cách của mọi người trong nhà rất là dễ bị bệnh về đầu óc các bạn, bệnh về thần kinh ha. Và thông thường là đầu óc mình nó hơi bị lờ mờ rối loạn, rất là khó mà ra quyết định, rất là khó mà làm việc tập trung. Cho nên là nhiều người bị bệnh về thần kinh là nằm trong những căn nhà bị không vong như thế này. Đó là cái ảnh hưởng nặng, nó sẽ ảnh hưởng tới cái thần kinh của mình. Còn một cái ảnh hưởng nặng hơn nữa là nếu như cái nhà mà đại không vong rồi, nhưng mà trong nhà của mình âm khí nó vượng nè, nhà mà tối tăm nó có mùi các bạn, bị bế khí ha. Thì những cái nhà mà kết hợp với âm khí như vậy và đi với cái đại không vong như vậy, thì căn nhà đó thường nó sẽ có nhiều cái hiện tượng nó quái dị, nó kỳ lạ, mà dân gian mình gọi là có ma các bạn ha. Thì với những căn nhà âm khí vượng như vậy và kết hợp với không vong như vậy thì vừa công việc đã không suôn sẻ rồi mà bệnh tật cũng có vấn đề các bạn ha.
Còn nếu mà nhà mình nó bị đại không vong thôi mà không có bị những cái âm khí này kia thì sức khỏe của mình thường nó sẽ không không phải là bị quá nặng. À, nhưng mà thường ví dụ mình bị bệnh về thần kinh thôi, đó mình nó khó tập trung thôi, nó bị suy nhược thần kinh kiểu như vậy thôi. Còn mà thêm cái âm khí gì nữa thì rất là nặng. Bản thân Hải thì có kinh nghiệm mà xem nhiều cái nhà đại không vong mà gọi là những cái quán, những hàng quán, những cửa hàng, cái mặt bằng kinh doanh các bạn, hay là những cái văn phòng làm việc mà rơi vào cái hướng đại không vong á, thì thông thường những cái văn phòng đó thì suy sụp rất là nhiều. Và thông thường là những công ty này vào thuê văn phòng đó rồi, sau đó phá sản, sau đó là đi rồi tiếp tục lại cho thuê tiếp trong khi khác thuê cũng không làm ăn được. Và cuối cùng cái trạng thái thông thường của những cái văn phòng mà phạm vào hướng đại không vong thì thường sẽ không có người thuê, rất là ít người dám thuê các bạn. Và khi hạ tới những cái nơi như vậy có hướng đại không vong như vậy thì mình cảm giác như là nó có một gì đó nó rùng rợn, cái trường khí nó rất là yếu, trường khí rất là yếu và rất là loạn, loạn khí các bạn. Và nếu chúng ta đứng ở những khu vực như vậy thì chúng ta sẽ có cảm giác nó sợ hãi, rùng rợn các bạn ha. Trong phong thủy thì có câu là không vong bất khả lập hướng, có nghĩa là cái nhà mà rơi vào không vong thì không thể lập hướng được, hướng nào cũng không rõ ràng hết. Và những căn nhà như vậy rất là khó bố trí phong thủy. Và cái lỗi phong thủy này thì thông thường là chúng ta sẽ là tránh nó ngay từ đầu, khi chúng ta xây nhà là chúng ta tránh nó đi. Còn khi đó chúng ta là xây lên rồi, chúng ta phạm vào thế đại không vong rồi thì thông thường là cái chỉnh sửa nó sẽ là không có nhiều lựa chọn để chúng ta chỉnh sửa nó. Thông thường cái phổ biến để chúng ta mà chỉnh sửa cái lỗi về không vong là chúng ta sẽ là chọn trổ những cái vị trí cửa nơi khác, hoặc là đóng mở ở cửa thích hợp. Ví dụ như trước nhà mình có cửa đi vào đi ha, ví dụ như có hai cánh hoặc là bốn cánh như vậy, thì chúng ta sẽ là xác định là không vong nó ở chính giữa nhà rồi, thì chúng ta sẽ có cái hình thức là đóng những cánh cửa nào lại và đi những cánh cửa nào. Và đương nhiên đó là cái cách hóa giải tạm thời thôi các bạn ha. Còn nếu mà tốt hơn nữa thì chúng ta có cái việc chúng ta có thể trổ cửa được ở một vị trí khác để chúng ta đi cái cửa đó, và cái cửa mà trước nhà của mình chúng ta sẽ ít sử dụng lại, dường như là rất là hạn chế sử dụng, thì nó cũng sẽ tránh được cái, nó hạn chế bớt cái rủi ro, cái xấu, cái tác động xấu của cái đại không vong này. Và ha, còn cách nữa là chúng ta có thể là chỉnh lại cái hướng của nhà, nhưng mà dường như là cái việc chỉnh hướng của nhà thì nó không mang lại nhiều kết quả, nhiều cái sự tác động rõ ràng. Khi chúng ta chỉ xây cái tường nó lệch hướng này hướng kia một xíu như vậy thì nó cũng không thực sự thay đổi về hướng đại không vong, tại vì cái hướng nhà của mình nó không phải là xác định bởi cái mặt trước nhà không, mà nó còn được xác định bởi cái mặt sau nhà và hai cái tường bên nhà của mình nữa. Thì chúng ta đã xây lên rồi, bây giờ chúng ta bẻ cái hướng phía trước nhà thôi, bẻ cái tường phía trước nhà thôi, thì cái sự tác động thay đổi về trường khí nó cũng không rõ ràng các bạn ha. Thì thông thường với những trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ dùng những cái biện pháp phong thủy khác trong nhà. Chúng ta sẽ bố trí cái bên trong của nhà của mình cũng như là điều chỉnh lại một số cái bên ngoài của nhà của mình để cái trường năng lượng nó mạnh lên. Khi năng lượng nó mạnh lên, nó tốt, nó sinh khí lên rồi mà nó vào trong mình không rõ ràng thì nó vẫn đỡ hơn là khi cái trường năng lượng nó bị xấu, nó bị nhọc nhằn mà nó còn bị không rõ ràng cái năng lượng nào nữa, thì cái tác động xấu nó sẽ nhân cái bội lên. Ví dụ nếu chúng ta có hai cái tính cách mà hai cái tính cách đó đều tốt hết, mà lúc chúng ta có tính cách này, lúc chúng ta có tính cách này, thì dù sao nó cũng đỡ hơn là việc chúng ta có hai cái tính cách không rõ ràng, một cái tính cách nào nổi trội hết nhưng mà hai tính cách đó đều là hai tính cách xấu hết, thì đương nhiên là cũng không có ra được cái gì hết bạn ha. Hoặc là chúng ta có một tính cách tốt và một cái tính cách xấu, lúc chúng ta thế này, lúc chúng ta thế kia, thì nó cũng sẽ không tốt. Thì với những hướng nhà đại không vong như vậy thì chúng ta sẽ kết hợp mà những cái yếu tố phong thủy khác, đồng thời chúng ta cũng phải dùng cái nhân hòa của mình nhiều lên, chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn trong cuộc sống, đồng thời chúng ta cũng là năng nổ đi ra ngoài nhiều hơn để mà làm việc, để mà phát triển sự nghiệp và tài chính, thì từ đó chúng ta có điều kiện chúng ta sẽ là xây lại cái nhà mới hoặc là chúng ta chuyển sang cái nhà khác nó ở cái hướng không phải dính vào đại không vong, thì đó mới là cái cách mà tốt nhất các bạn. Đương nhiên là không phải ai cũng có cái điều kiện để chúng ta là xây nhà lại hoặc là chúng ta đổi nhà, thì chúng ta phải gọi là phát triển cái nhân hòa của mình, cái nỗ lực của mình, gọi là nhân định thắng thiên các bạn ha. Có nhiều lúc chúng ta không dùng được cái địa lợi để hỗ trợ mình thì chúng ta phải chấp nhận dùng chính mình, bản lĩnh ý chí của chính mình để chúng ta vượt lên những cái tác động của môi trường. Thì cái điều đó vẫn có những người làm được chứ không phải không các bạn ha.
Thì những cái thức Hải chia sẻ với bạn đều được Hải trực tiếp nghiên cứu và chứng nghiệm rất là nhiều lần trên rất nhiều gia chủ. Cho nên nếu bạn thấy video hữu ích, có thể đi làm một like, một share, một đăng ký kênh để có động lực ra nhiều video chất lượng hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn.